đặc biệt ngọt ngào với chú Tính. Và theo ban tổ chức của tôi nhận được 3.400 cuộc điện thoại gửi tổng đài yêu cầu anh Nguyên trong nhóm của anh Hòa cũng em Tư lên gửi tặng trong ngày kỷ cơm kỷ niệm của bà ba và gia đình của anh Tấn. Xin chào anh Nguyên. Trời ơi phụ anh Nguyên ơi. Trong khi chờ đợi tiếng hát của Nguyên thì yêu cầu tiếng hát của Bé Ngọc Tiên sẽ trở lại sân khấu với một con khúc áo mới Cà Mau. Rồi, xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đây, hết rồi, tôi quay hết chưa hát xong rồi. Không còn chỗ nào chứ. Hát quá từ từ. Tôi nè, quay tôi cái nãy giờ tôi quay cho ông. Chờ nghe, thẳng này.